quá. Khác hẳn cái không khí ở thành phố Hồ Chí Minh luôn đúng không? Đảo không khí này đảo á. Ý thử thách của chương trình. Em lấy đi. Tăng 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 tăng. Các bạn đã đến với thành phố Bảo Lộc. Bây giờ cùng tìm đến trạm dừng chân Trà Tâm Châu gặp chị Hải Anh để nhận thử thách đầu tiên. Đi thôi, let's go. Chị ơi, chị cho em hỏi, tụi em muốn gặp chị Hải Anh. Em đây ạ. À, mời anh chị ngồi. Ờ đúng rồi, chị Hải Anh à, kiểu chị. Mọi người chạy đi hết đi cho mình chọn đúng người luôn á. Hay thiệt luôn á. Rồi, anh chị mời anh chị ngồi xuống đây đã. Dạ. À, xin tự giới thiệu, mình là tên là Hải Anh. Mình là chuyên viên về trà ở công ty Tâm Châu. Yeah. Nhưng mà trước hết thì khi mà đường xa đến đây thì mình muốn mời các bạn thưởng thức về trà. À, ở đây mình có 4 vị trà. Đây là trà Ô Long Bao Nhôm, còn đây là trà Lài, đây là trà Ô Long Phú Quý và là trà xanh Mốc Câu. Đây, mình sẽ pha thử 4 loại này cho các bạn. Trong khi mình cho thời gian pha trà thì các bạn sẽ ngửi cái mùi hương của trà nha. Yeah. Mình đang nhận là mình đang cầm thử thách của hai bạn. Mình có thể làm 4 câu thơ chẳng hạn, 4 câu thơ lục bát hay là tùy thuộc tự do về trà Bảo Lộc đi. Dạ cũng được. Okay. Nhớ người yêu quá Ô Long. Nghĩa là nhớ người yêu uống Ô Long à? Không, phải nó phải là ngay cái chỗ này thêm một chữ khác nữa, phải không? Sáu tác là như vậy. Bảo Lộc ngày nhớ đêm mong. Hay. Nhớ người thương quá Ô Long trên bàn. Tuyệt vời. Trong lòng cảm thấy hoang mang. Mời người thương nhớ sang đây uống cùng. Rồi dù sao bài thơ cũng rất là ý nghĩa. Và trong 3 phút mà các bạn làm được như vậy thì cũng hoan nghênh cái tinh thần của các bạn. Công ty cũng có 2 phần quà dành cho các bạn. Nói sao em cũng có quà chị, thật là ngại ngùng quá. Trước khi cho quà thì mình cho thử thách trước cho các bạn nha. Dạ, cảm ơn chị. Em đọc tiếp đi. Rồi, ok. Quá dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị. Các bạn hãy đến gặp chị Phượng Vi để nhận thử thách. Địa chỉ 23-10 Nguyễn Trãi, Lộc Thanh, Bảo Lộc. Tự đó thôi. Ok, let's go. Đi, dạ, chào chị em đi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều lắm. Này đâu vậy trời? Đây mình nãy bên kia chỉ đi vô đây không? Sao chị ước? Dạ, alo ạ. À. Chị ơi, cho em hỏi hỏi địa chỉ thì chị. Dạ, cho em hỏi đây có phải nhà của chị Phượng Vi không chị? Dạ, dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nhiều ạ. Năm năm. Bây giờ mình đi vô bên kia coi coi. Trời. Ghê. Có đôi trẻ đang lạc đường. Cô hỡi thì cô. Ê, thấy rồi. Coi cô cho con hỏi nhà chị Phượng Vi ở đâu ạ? Dạ. Dạ. À là à kia 23-10 đúng không? À, ủa đây hơi xịt ạ. Dạ cảm ơn nhiều ạ. Dạ đến rồi. Dạ chào cả nhà mình. Ok. Dạ chị. Chị ơi, cho em hỏi đây phải nhà chị Phượng Vi không ạ? À đúng rồi em. Dạ em chào chị. Dạ chào chị. Chị là Phượng Vi hả chị? Đúng rồi em, mời em vào nhà. Dạ. Dạ em xin phép. Dạ, tụi em tham gia chương trình Lữ Khách 24 giờ thì có một cái mật thư là phải đến tìm chị để nhận thử thách. Trước khi mà hai em nhận thử thách ha, thì hai em phải tập và hát cho chị được một bài hát về Bảo Lộc của chị. Dạ. Sau khi mà hai tụi em mà biết hát được bài này rồi chị sẽ ra thử thách cho hai em. Được không ạ? Dạ. Rồi. Dạ cảm ơn em. Đi giữa hương chè bà. Em có biết bài này không ạ? Đi giữa hương chè bà lao. Bà lao. Dạ. Biết chưa? Dạ chưa. Có hát bao giờ chưa? Dạ chưa. Rồi bây giờ chị hát câu rồi hai em hát theo nha. Dạ. Ok. Nhưng mà nói trước cho mọi người, giọng hát của tôi rất là kinh khủng. Không sao em, hát hay không bằng hay hát. Dạ. Về Bảo Lộc giữa hương chè xanh ngát, lời chào mời bằng những tách trà thơm. 2, 3. Về Bảo Lộc giữa hương chè xanh ngát, lời chào mời bằng những tách trà thơm. Nói chung là cũng hay đó. Sắp hay hơn nữa nha. Trời ơi, chuyển giọng vậy. Được đó được. Trời,
Và tiết mục văn nghệ của chúng tôi sẽ được phép bắt đầu. Cảm ơn khán giả rất nhiều, cảm ơn khán giả trên lầu nhiều. Vô. Bắt đầu. Quên đang hát. Múa nữa. Ok, múa. Mình cầm một ly trà, mình đã uống, mình diễn á. À ok, diễn. Okay. Ok. Trời ơi, hay quá. Mình phải có múa minh họa nữa. Hai, ba, bắt đầu. Vô. Về bảo lòng dư hương chè xanh ngát, lời chẳng bằng những tách chè thơm. Vì quê hương vàng xanh. Vì quê hương vàng xanh ngát, vàng xanh trong vắt. Hương vị, hương chè bờ lao quyên luyên níu chân về bảo lộc. Tự nhiên uống chè ngon quá quên mất rồi. Về bảo lộc. Hai bạn lại nè. Dạ. Về bảo lộc dương chè xanh ngát, lời chào mời bằng những tách chè chè thơm. Vì quê hương vàng xanh trong vắt, hương chè bờ lao quyên luyên níu chân về bảo lộc, trù phú và thơ mộng. Bảo lộc ơi. Bảo lộc ơi. Bảo lộc ơi. Vô, vô đi, rồi. Bây giờ chị sẽ dắt hai bạn ra vườn hái chè. Ok. Rồi, giới thiệu với hai em, đây là vườn chè của nhà chị nha. Dạ. Rồi, bây giờ hai em đi vô đây này. Trước khi đi vô hái chè thì chị... Đây, chị cho mỗi em một cái gùi. Đây là cái gùi để hái chè. Rồi, em đeo vào. Bạn nữ đeo vào nè. Rồi, bây giờ mình vào hái chè nha. Đây nha, bây giờ hái nè là mình sẽ ngắt cái đọt này nha. Đó. Cái đọt này á là người ta về là người ta sẽ chế biến để trà thành làm trà xuất khẩu rồi đó, trà mà để bán ngoài thị trường đó. Em đếm đầu trà nha, từ trên xuống dưới là một búp là ba lá mình hái ha. Đó, nhưng mà ở đây người ta có cái kỹ thuật hái chè rất là nhanh. Là hai tay luôn, được chưa? Còn cái trà nãy á mà chị pha cho hai em uống đó là hái những cái lá trà như thế này nè. Dạ. À, cái lá trà này về xong mình chỉ có việc rửa qua, mình vo ra và mình nấu nước thôi mình uống. Oh. Là lá trà già này mình mới uống nha. Dạ. Còn trà này là để mình chế biến. Lắng rồi. Trời ơi, cái đọt trà này mà khi mà mình bị đau bụng á ăn cũng rất là tốt luôn đó. Em ăn đi. Dạ. Không có vấn đề gì hết, rất là tốt luôn á. Dạ. Rồi bây giờ là chị sẽ giao thử thách. Dạ. Nghe cho kỹ nha. Dạ. Trong vòng 15 phút hai bạn, bạn nào hái được số lượng chè này nhiều hơn là bạn đó sẽ là người chiến thắng. Yeah. Dạ. Thời gian thử thách dành cho hai bạn. Bắt đầu. Em lấy thêm mấy chè tươi này em độn thêm cho nó nặng. Hey. Bây giờ mình bước hoa không mà không bước đọt được không? Nhìn em quăng coi chừng, em cầm em quăng không nó rớt hết đất. Nó lại không có cái nào hết. Em qua đây nhiều nè em. Khỏi giờ, khỏi giờ. Gì anh? Qua đây nhiều lắm nè. Qua đây ít đọt nè, qua đây, qua đây. Đâu anh lại anh coi coi nãy giờ nhiều. Trời cũng nhiều bộ. Rồi cũng nhiều bộ. Ủa cơ. Ăn trộm, thôi em né ra. Không có, anh thấy này nó bị non quá, đừng đừng. Ui ui. Nè, đây đây xanh xanh nè. Ở trong đây khó đi quá. Bên đây nhiều nè. Nè, chả nè. À. Chả đó. Anh chả bộ. Né anh ra. Anh chả em với bộ, tự nhiên em né anh. Ơi không có lấy của nhau nha. Trời ơi, cái này mà đang lật 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 nửa tiếng mà quay lại không có cọng nào hết. Đúng không? Hình như có dục dưới đất không ta? Con bé nó khéo léo quá. Con cho con xin đi con. Nhưng mà này là tươi đúng không con? Dạ, con cảm ơn cô. Con biết ném vào trong. Dạ. Mình thấy bình thường. Bên kia chơi xinh là bình thường. Chắc con xinh đi cô. Trời ơi, chơi xinh đi cô.
mình chơi mình thực lực mình đâu cần xin, lát người ta lấy xong rồi bên đó mình ăn cắp. Cứ xin cho nhiều đi, lát mình ăn cắp lại. Anh ơi, bên đây nhiều lắm. Bên đây nhiều hơn nè, bên đây nó xanh nhiều lắm nè. Em nãy giờ em hái được quá trời luôn. Anh ơi, cô chỉ em ném như vậy nè, nhìn em nè. Thôi đừng giỡn, ném nó ra ngoài á. Không bao giờ rớt luôn. Ném sao? Dễ hả? Đâu để em thử coi. Mẹo tôi. Ném đi. Nè. Thôi không rớt được. Ủa sao em, từ từ em đi đâu, em đi hoài vậy? Em sợ anh lại gần. Anh đang lại gần em nè, em cứ đi hoài rồi. Em sợ anh lại gần em phải né. Con bé này thiệt là đáo để chứ. Em hát lại nha. Ủa bên kia có. Ủa bên kia có. Có cái cây kìa. Em chết mình luôn á. Trời ơi. Em nói cái gì? Đưa đây, cống nộp nha lên. Tranh thủ 5 phút được thôi đó. 5 phút? Ờ, 5 phút nữa. Làm đi, cống nạp cho ta. Chị là chị nhìn thấy bạn nữ là nhiều hơn em rồi đó. Cống nạp nhanh lên. Chị vô 15 phút mà. Thì thấy không, nãy giờ nắm tay em vậy sao em đi làm được. Đâu, em... Phải cho em kiểm tra chứ. À, kiểm tra coi, phải đọt không không? Thấy có lá bự bự rồi đó. Không có lá bự. Đâu? Hái đọt trà nha, nhớ là hái đọt trà cho chị nha. Bây giờ em thấy nó bự đây, em lấy mấy lá bự đó cho coi. Không mà. Trước mình rồi, không tay trên mình rồi. Bằng nữ cơ cấu rồi. Ban tổ chức đưa ra quy định là mình có thể chơi mọi thủ đoạn miễn sao nhiều hơn. Anh để ý nãy giờ luôn. Rồi anh chuẩn bị tấn công rồi đó. Lại đây nè, lại đây nè, cây này màu vàng nhiều lắm mà. Không. À, anh coi coi, bích kỹ vậy. Mình đổ ra nhiều. Chị hết giờ luôn đi chị. Một phút cuối cùng đó. Hồi nãy tại em lỡ quăng ra ngoài hết rồi. 10 9 8 7 6 5 Anh đi còn có 4 giây. Anh đi, anh lên. Một, hết giờ. Hết giờ rồi. Rồi, như vậy là sau thời gian 15 phút thì hai bạn của chúng ta đã hái được chè đây. Trời ơi, bạn nữ này sao hái giỏi dữ ta. Dạ. Quá nhiều luôn nè khán giả. Chấp mọi thử đoạn hết đi. Quen nặng lắm. Quá trời luôn, bạn em đâu nào. Trời đấy. Cái gì? Nặng lắm. Coi của bạn em chút nặng quá hả? Nặng lắm, không lên được. Chị coi thử coi này, chắc chị nhấc một tay quá à. Không, nặng lắm, không được. Đây, bạn em. Trời ơi, chị có tay này, em thấy không? Còn bạn nữ này nặng quá, chị phải khênh hai tay đó. Bây giờ phạt đi chị. Tự nhiên là em rồi. Chị nhìn đi, trong đó có mấy cái lá nè. Em móc cho nè, lá này nè. Đọt đâu bự dữ vậy. Nè nhìn mày, lá em nè. Gọi là lá tươi đúng không em chị? Là em nè, bước, em nói anh nghe. Em bước hạng A nè, có lá tươi em tẹo. Em nói anh nghe nè, cái nào á mà cái lá này nó non. Cái màu này. Còn cái lá này nè, cái màu này nè. Nó mới là chè. Nghe chị vô công bố kết quả nha. À, bạn nữ á thì đúng là rất là nhiều chè đúng không? Hái được rất là nhiều chè. Còn bạn nam thì rất là ít. Nhưng mà chị quan sát thì chị thấy là cái chè này nè, là bạn nữ là có được nhiều này là do đi xin của mấy cô. Đúng rồi. Đúng không? Chính xác. Không ít thôi. Còn bạn nam á là mặc dù là hái được rất là ít, nhưng mà bạn nam lại là tự hái. Đúng rồi. Không hề xin của ai hết. Chị ơi, anh ước chè quá, cái này thôi, nhưng mà thôi để em nhường cho em, thắng cũng được. Thôi, ăn cho nên đi. Là chị làm giám khảo thì chị phải công nhận rằng là bạn nam là người chiến thắng. Mặc dù là bạn nam ít hơn. Chạy vòng lại đít liền. Ăn ở. Phản quan. Nhớ nha, tua anh lại đít. Tua lại cái đoạn mà lúc nãy anh đi bắt chôm của Nhung. Và tua lại cái đoạn mà anh đi bắt đã đi xin như thế nào. Trời cũng nhiều bộ. Em hát lại nha. Ủa bên kia có như thế nào? Em mắc cười quá. Anh mắc cười. Mình là người đi chung nè, anh cho em nè, đó thấy chưa? Có nói gì đâu.
mình mới qua mình coi nhau chút xíu, bắt đầu chạy vòng 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 kiểu không có tình thương mến thương gì hết, thiệt luôn á. Giờ bây giờ thắng đúng không? Rồi để bây... anh thắng cho em nhường anh luôn á. Bây giờ hai bạn tạo lại một cái không khí hòa thuận như ban đầu đi cho chị được không? Dạ em cũng cảm ơn chị Vi vì đã cho tụi em cái thử thách cũng như là cho tụi em được trải nghiệm một ngày được đi hái chè. Cảm thấy rất là vui và cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Hy vọng là những cái trải nghiệm vừa rồi sẽ lưu lại ở trong các em về quê hương Bảo Lộc của chị. Yeah. Yeah. Xin chào mọi người. Thời tiết Bảo Lộc đã biến động. Bây giờ đang lạnh cống luôn. Nên là tụi Nhung phải mặc rất là nhiều áo trong người. Cảm thấy rất chơi vơi. Qua những cái thử thách vừa rồi thì anh có rút ra được những cái kinh nghiệm hay những cái trải nghiệm gì mới không? Có chứ, có nhiều lắm. Tại bản thân má từ đó giờ chưa bao giờ mình hái chè cả. Còn em? Đây là lần đầu tiên mà em tới Bảo Lộc. Thì thật sự trước giờ em chỉ đi Đà Lạt thì đi ngang qua Bảo Lộc thôi, chứ em chưa có ghé qua Bảo Lộc. Chỉ có điều là bây giờ thì lạnh quá thôi. Lạnh dã man luôn á. Rồi, đứng đi em ướt ướt. Đem đi qua anh lấy cho. Rồi. Đây. Lạnh tới nỗi mà giấy cũng không còn đứng yên được nữa. Bây giờ bạn hãy xin ở trọ tại một gia đình có nghề truyền thống của người đồng bào Châu Mạ. Từ xa đến Bảo Lộc lập nghiệp. Lưu ý không được nói tên chương trình khi xin ở trọ. Ôi khó vậy. Và bản thân bây giờ không biết được là cái làm nghề truyền thống của đồng bào Châu Mạ là gì nữa. Chết rồi, vậy là mình sẽ phải đi tìm hiểu thông tin này là cái gì và xong mình mới hỏi được cái ngôi nhà đó là đâu. Đây là lần thứ hai tham gia cho nên là may mắn chắc là có kinh nghiệm hơn chút về cái phần gọi là xin ở, xin để được mình tá túc để mình được qua đêm á, thì chắc là Bimax có một chút lợi thế tại vì mình đã được đi một lần rồi và cũng đang rất là hứng thú với những cái thử thách mà chương trình đặt ra cho mình, tại vì Bimax cũng là một người rất thích trải nghiệm. Em cũng có vẻ em thì là phải tìm một cái gia đình mà không phải là người ở Bảo Lộc nên là em phải hỏi. Ok, anh cũng chúc em may mắn nha. May mắn nha. Khi nào kiếm được nhà gọi họ cho em. Đúng nha. Rồi, khi nào kiếm được hạnh phúc nhớ gọi cho anh nha. Anh đi nha. Ok. Đừng rộng và dài, cứ bước đi. Bảo trọng. Cẩn thận nha, coi chừng nước nó trôi đó. Ở đây dốc nhiều lắm á, bảo trọng. Okay. Để anh kiếm sớm nha. Ở đây mà ngủ ngoài đường là thiệt á, hơn cô bé bán gym á.